Nhằm thống nhất cơ chế nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp xảy ra trên địa bàn. Sáng nay tại công ty cổ phần Mỹ Đường Sơn La đã diễn ra cuộc diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh. Dự diễn tập có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cùng hơn 500 cán bộ chiến sĩ các lực lượng Cuộc diễn tập nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và đánh giá khả năng thực hiện phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ sở. Qua diễn tập, giúp lãnh đạo các đơn vị và chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ lớn, phức tạp xảy ra tại các nơi có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quản lý với tình huống giả định xảy ra nổ bụi tại khu vực lò hơi 33 tấn một giờ, gây ra cháy lớn, nhà máy để bã mía. Cùng thời điểm đó, xảy ra đám cháy xe đầu kéo chở container chứa vỏ bao bì đang xuống hàng tại kho số 3. Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn và sinh nhiều khói, mật độ khói dày đặc bao trùm lên toàn bộ khu vực chứa bã mía, khu vực lò hơi, lan sang khu vực xưởng sản xuất, gây khó khăn cho các lực lượng tiếp cận triển khai các hoạt động chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Nhiều người bị thương và bị nạn không thể tự thoát ra ngoài, đang bị mắc kẹt. Đồng thời, vụ nổ đã làm hư hỏng hệ thống đường ống dẫn hơi lò đốt lưu huỳnh, hơi khí SO2 phát tán ra bên ngoài gây ngạt, ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng cho những người trong khu vực. Thông qua hình thức diễn tập, gồm vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, gần 500 người, 100 phương tiện thuộc lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương lực lượng tại chỗ và các lực lượng khác đã phối hợp tác chiến đồng bộ sát với thực tế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người phương tiện và các hạng mục công trình máy móc thiết bị